Good morning, Happy Life July, xin chào các bạn. Hôm nay mình share với các bạn cái hình cây mai của mình phía trước nha. Ở bữa hôm đó là Tết bông mai vàng rất là nhiều đó, thì bữa nay nó thành đỏ hết rồi. Mà nó có nhiều nụ lắm nha các bạn. Cái này chắc là tứ quý hay gì á, mai mốt cái nụ này nó sẽ đen đi. Hôm nay trời hơi ui ui, chắc chuẩn bị cuối tuần thứ năm có thể mưa các bạn. Các bạn thấy bông mai dễ thương không? Nếu mà có nắng thì nó còn đẹp hơn nữa nha. Đó. Ở bên Nhật người ta có bông đào thì bên mình có bông mai á các bạn. Nó nếu mà Tết thì màu vàng, còn bây giờ thì nó màu đỏ. Đỏ rực luôn các bạn ha. Giống như là mùa hè luôn á. Nhiều luôn, nhiều lắm luôn. Mà đúng ra thì cái cây này mình không có chăm sóc gì nhiều hết các bạn. Từ hồi xưa thì mình mua một cây mai, mình để trong chậu thì nó chết các bạn. Xong rồi cái bông của cây mai trong chậu nó lại văng tùm lum tà la hết. Thì đây là một trong số những cái nụ hộp mai mà nó văng ra tới bên đây. Các bạn thấy mình mua trong cái chậu kia nó giờ nó chết rồi đó. Mình để tuốt đăng đó đó. Nó chết rồi đó. Mà nó văng tới cuối nhà lần đây. Mà không có chăm sóc gì hết mà nó rất là tốt luôn. Mỗi năm á, mà tới Tết á mình hay khoe với các bạn mai năm cánh á, là nó đó. Rồi còn bây giờ thì nó làm chuyển màu đỏ hết rồi. Các bạn thấy nè, chùm rất là tốt mà mình không có take care gì. Coi như là mình làm cỏ chung quanh thôi chứ mình không có làm gì cho nó hết. Có khi cho chút xíu phân thôi chứ không có thường xuyên luôn. Mà nó tốt, nó xanh mà nó phát triển các bạn. Các bạn thấy nó cao hơn mình luôn. Mà nó rất là xum xuê luôn. Này nó không có trái chứ nếu nó có trái là thôi quá chừng luôn. Bông nó phát triển đầy đủ, mình không có take care gì hết. Tức là cái loại nó dễ các bạn. Mà đẹp, mà to. Còn trong khi mấy cái mình để trong chậu thì chết hết trơn rồi. Mà thấy mấy cái trong chậu mình hay tưới, hay nâng, hay giữ gìn này kia thì bây giờ nó chết queo hết rồi. Còn cái này là khơi khơi. Cái này trời xanh trời nuôi. Thì nó lại quá là tốt luôn, mà đẹp. Năm nay nó có nhiều cái này quá chừng luôn. Mình cũng hồi sáng này mình ra mình cứ nghĩ là bình thường. Sau sáng này mình nhìn lại, wow, thiệt là bất thường. Quá là đẹp. Mà nhiều ơi là nhiều. Tới nỗi ở dưới gốc cũng có luôn á các bạn. Ở dưới gốc nè, cũng có bông luôn. Mà bông nhiều luôn. Mình thấy nè, quá chừng không. Mà trong khi cái gốc nó nè, các bạn thấy mình không có take care gì hết. Cái lá khô của nó mình nhập vô. Vậy đó. Mà bây giờ nó như vậy tốt ghê luôn không? Quá chừng luôn không các bạn? Nhìn thấy mê luôn. Bông không là bông. Đó. Cái đó là bông nha các bạn. Bây giờ tới phiên cái cây mà mình rất là thích, đó là cây mãng cầu. Cái này là cái bông. Cái bông mai mai vàng năm cánh. Bây giờ nó quá trời nhiều bông luôn. Mình mới hồi sáng này mình đi làm cỏ trước sân thì mình thấy ồ. Wow. Đẹp thiệt luôn. Quá là đẹp. Rồi kế bên đó là cây bông trang. Năm nay cũng ok nữa các bạn. Bông trang hồi lần nó hơi te tua. Bây giờ năm nay nó cũng có nhiều bông nữa nè. Ha. Coi như là năm nay bông dữ dội luôn. Rồi. Rồi cái mình muốn khoe với các bạn là cây ổi của mình nè. Xem xe chưa? Ổi Đài Loan. Cũng người bạn cho mình cây mãng cầu mà giờ cứu hai lần chưa thấy hồi sinh. Thì đồng thời cái cây này nó rất là tốt. Còn cái cây gốc thì cũng tiêu nữa nè các bạn. Cố gắng giữ lắm luôn rồi mà sao thấy nó có vẻ như là nó muốn đi đời vậy. Rồi, cái mà cây mãng cầu á các bạn. Đây. Kha kha kha. Mới nằm cỏ cái tay đen thui. Nè các bạn, nó lên chồi rồi nè. Cây mãng cầu mình ương từ hạt á các bạn. Tức là mình ăn mình thấy ngon á, cái mình liện cái hạt xuống thì nó lên cao lắm rồi, cái mình cắt ngang nè. Mình cắt ngang mình dời đi chỗ khác. Tại sao không có nắng mình dời phía trước. Thì bữa nay có tin vui rồi các bạn. Nó bắt đầu nảy mầm. Tức là nó còn sống, nó không có mất. Còn cái này là cây mình ương hộp nha các bạn. Để mình thử coi cái hộp với lại cái mình mua nó khác nhau sao. Cái này là mình ương từ hộp lên á. Ăn thấy ngon rồi ương lên. Hai cái này thì giống như là nó hơi tàn tạ. Nó giống như nó muốn chết á. Nhưng cái cây này thì bây giờ bắt đầu thấy nó lên rồi các bạn. Tức là mình có hy vọng rồi. Đó. Quá trời thương ha. Hy vọng mai mốt là có cây mãng cầu.
Còn hai cái cây thanh long này thì thua rồi, tại nó yếu quá. Mình nói cho các bạn nghe một cái kinh nghiệm nhỏ nhỏ nha. Hồi xưa thì mình làm cái paving này nè các bạn, ở trước sân, tại mình muốn làm cho sạch sẽ để cho mấy con của mình nó đi chơi ở trước sân á. Mình không có làm cố định, ở phía dưới mình làm cỏ sạch, nhưng mà mình không có lót, không có lót nền bằng cái bao ni lông, hay là mình có làm giống như là xi măng trắng, mấy cái này mình không có làm, mình chỉ để nó gá vô thôi. Tại mình nghĩ mai mốt á, mình có thể mở lên để mình làm cái chuyện khác cho cái sân, cho nên mình không có làm gì hết, mình chỉ là làm sạch cỏ rồi mình để cái paving lên thôi. Nhưng bây giờ á, thì khi mình đã nhiều năm qua rồi, mấy chục năm rồi các bạn, thì bây giờ mình không có xây cất gì phía trước sân này hết, thì cái paving nó vẫn còn, tức là mình lấy lên lúc nào cũng được. Nhưng bây giờ cái cực đó là cỏ nè các bạn, thấy không, cỏ nó lên hoài à, nhất là mùa hè mùa xuân á, thì cỏ nó lên, thì mình phải mất công mình đi làm, mà làm rất là khó. Các bạn thấy mấy cái kẻ nó nhỏ này, các bạn thấy tay chân mình làm á, tại vì nó kẻ nhỏ, mình phải lấy cây dao mình khửi ra từng cái thì nó mới sạch sẽ được. Còn thôi thì nó mọc tùm lum vậy nè các bạn, mỗi một cái khe hở là cỏ để nó đều lên hết, mà mình phải làm để mình thấy nó hơi sạch sẽ một chút, chứ nếu không thôi cỏ tùm lum mà không phải là cỏ đẹp. Nên các bạn thấy nè, cỏ nè, bắt buộc mình phải làm, nếu mà không làm thì dơ đó. Rồi bông cây cam nó rụng xuống quá chừng nè, mình phải gom lại nữa, tức là cỏ không mình nhìn thấy mình chóng mặt luôn á. Hồi sáng tới giờ mình làm được có một con đường đúng thôi nè các bạn, nè các bạn thấy nè, phía trước nè mấy cái kẻ này nó lên hết. Hồi sáng tới giờ mình mấy tiếng đồng hồ mình mới làm sạch được một cái đường đi nhỏ này thôi á, cái đường đi vô nhà đếm thôi, nó thấy cỏ đồ quá, thấy kỳ quá, thành mình ngồi sáng giờ mình làm được có nhiêu thôi các bạn, quá trời có chừng hơn 2 tiếng rồi đó, mà có cái đường này thôi á, cái đường đi vô nhà nè, cho nó sạch sẽ một chút đó các bạn. Rồi còn cái này nữa nè đó, các bạn thấy không, cái lợi thì là mai mốt mình có làm gì phía trước sân á thì mình lấy lên nó dễ, chứ nếu mình làm bơm lên luôn á, mình làm chắc chắn luôn á, mình lót này lót kia dưới á, thì khi mình lấy lên rất là khó. Nhưng cái hại là cỏ nó cứ lên hoài à. Nhất là bây giờ chuẩn bị mùa hè, có nắng, có mưa, có gió là bắt đầu nó lên, mà làm cực á mà. Ngồi mình làm mất mấy cái cỏ này mình lấy lên mấy tiếng đồng hồ. Nhưng mà thôi, bây giờ mình đói bụng quá, mình phải nghỉ. Chỉ có thương cái cây này, quá trời dễ thương luôn, màu đẹp, quá trời đẹp luôn. Cưng ơi là cưng, nhiều, thật là nhiều, mà màu rất là tươi thắm luôn. Một cây vậy là biết bao nhiêu bông các bạn. Mà rụng cũng nhiều lắm nha các bạn. Các bạn thấy rụng nè, rụng trắng sân luôn á. Các bạn có nghe tiếng gà gáy không? Cái chú hàng xóm có nuôi con gà mà nó gáy hoài, nó không có biết ngày biết giờ gì hết. Bây giờ làm chắc cũng 9 giờ hơn rồi, mà ăn chút nó gáy, chút nó gáy, gáy hoài đó. Cũng rất là hên là khu này là gần khu Việt Nam không, cho nên là thoải mái, muốn gáy nhiều gáy, chứ gặp khu mà chung quanh mà có nhiều Mỹ là chắc là không xong rồi. Thấy cái màu này thấy cưng quá, có một con mà nó gáy miết. Rồi nhìn thấy cái bông nó dễ thương, nó màu đẹp. Chùm chùm chùm. Cưng ơi là con. Ở đây con gà mà gáy á, nó gọi là rooster các bạn. Mà hễ mà rooster mà gáy không đúng giờ thì animal control có thể người ta tới người ta bắt á. Bắt mà có nhiều khi có nhiều chỗ nó khó, nó phạt luôn. Ăn thua là neighbor người ta ok không, còn ta không ok là mình bị thua thiệt. Thật sự thì cũng giống như mình buổi sáng nó gọi 1-2 tiếng cho người ta thức giấc thì cũng ok, nhưng này nó gọi hoài.
nhìn thấy đẹp đó các bạn. Nhìn thấy cái hàng rào trắng, cái có cái bông hồng này, cái bông đỏ này lên rất là dễ thương luôn. Thôi mình xin chào các bạn nha, chúc các bạn một ngày vui, một đêm ngủ ngon, hẹn các bạn lại lần sau. Ha ha ha. Mình có cái cây này là mình thích quá luôn, mầm sống hổm gài là thích khe nó quá chừng luôn. Thì cái cây hột này được một cái, hy vọng là nó sẽ tốt. Xin chào các bạn nha.